Chào các bạn nhá. Hôm nay mình chia sẻ các bạn mình bắt ong đâu về đây nó làm đây. Để ta về thấy thùng đã. Đây là chắc là cái hộp cái ấy này thôi. Đây chưa? Mấy cái hộp này. Mấy cái hộp ngăn kéo ấy. Đẩy hết rồi, vào hết rồi. Sau một hồi hì hục. Này, đông phết đây Đạt này. Này, chứ không đùa đâu. Mới về thì mình đang xây được 4, 1, 2, 3, 4, 5 cái nữa mèo rồi. Mình để cho nó vào hết xong là lát nữa mình hộp tạm nó vào. Để hôm nào có cái thùng khác, xong rồi mình lấy cầu viện ở cái đàn khác mình cho là tách ra, giờ không quá thì không được. Giờ cứ để nguyên như này đã. Cứ ở đây cứ thỉnh thoảng ở đâu nó bốc bay về đây nó làm. Năm kia mình bắt ở đây một đàn đông. Đàn năm kia là đàn đông lắm. Đàn nó lại ít. Đàn này chắc được khoảng 2 cầu gì đấy. Có cái cầu viện thì mình nuôi nó sẽ an toàn hơn. 1, 2, 3, 4. 4 cái nếp nhỏ. Chứ giờ mà mình nột cái này ra mà chưa có thùng nột ra nó mất con non là nó đi mất ngay. Để nào mà Một hai nữa mình sẽ viện một cái cầu ở cái đàn khác sang. Nhiều bạn cũng không hiểu được cái cầu viện nó như thế nào. Cái cầu viện là cái cầu ở cái đàn tổ ong khác ấy. Mình rũ hết quân già, quân trưởng thành ấy. Mình lấy cái cầu mà nó có toàn quần ong non mới nhộng thôi, mới mật. Cái đàn khác mình cho sang gọi là cầu viện. Nhiều bạn hỏi mình nghĩ thì dạy. Mình vừa làm vừa nói chuyện nhá. Các bạn xem ở trên cái kênh của mình thì thấy thú vị thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xem ủng hộ mình để mình ra những cái video khác. Giờ tạm thời mình buộc nó vào bạn, tầm tối thì mình sẽ chuyển đi cái vị trí khác. Ở đây là cái đống củi mà củi để ra đun nò sấy gỗ. Đây nó chỉ một góc thôi. Vì vấn đề bảo mật nên là mình không quay toàn cảnh, mình quay một góc cái này mình bắt. Chia sẻ cùng các bạn. Mình làm video cũng chủ yếu là chia sẻ những bạn nào mà chưa nuôi ong bao giờ để bắt được những tổ ong như thế này, cái cách mà giữ nó ở lại chứ cũng không phải đơn giản đâu nhé. Cứ cho vào thùng rồi mang về nuôi chưa chắc nó đã ở đâu, mở ra mở vào liên tục nó đi mất ngay đấy. Là nhiều bạn nuôi là chưa có cầu viện, có cầu có non đấy, là hay phải làm cái chắn chúa đấy, vít ở cửa để cho nó con chúa nó khỏi đi, khỏi bốc bay. Không có cầu viện cứ vô tư luôn, không sợ thả chúa luôn. Thì cũng là kinh nghiệm đến đâu thì chia sẻ cùng các bạn đến đấy, chứ cũng không. Video hôm nay nó cũng dài rồi. Xin kết thúc ở đây thôi. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hẹn các bạn vào 1-2 nữa mình sẽ chuyển sang cái thùng cải tiến để chia sẻ cùng các bạn nhé. Xin chào các bạn.